Lại tiếp tục theo chân anh Tuấn. Dưới cây sung đây. Cây sung à? Cây sung anh lại kê cùng cái dưới này. Không, nay mai sắm cho cụ cái áo đẹp. À ra. Áo đẹp nhưng bây giờ vẫn đẹp. Đâu, rồi cái dưới to thế thì chả nhìn thấy anh ở đâu rồi. Đây cái dưới này. À đây à? Ừ. Nào. Lão gì? Lão Thọ. Bách Nhi. Nhiều con, có nhiều ông này để nhiều con rồi. Tức là con người lúc nào thích đông vui. Ờ. Cứ con cháu nhiều. Một cây dưới dáng siêu, rất to. Dáng là dáng cô tiên nữ dáng trần đấy. À. Không nói là lá. Anh kia. Đây tay khuỷu đây. Nhìn thế. Đang con này ra Thái Lan sang chưa? À cưới hỏi thì nhiều rồi. Dạ dạ. Cưới hỏi thì nhiều nhưng mà có nghĩa chủ nhân chưa bằng lòng thôi. Nhà không có quá khủng. Không thể tính nước ngoài sang không được. Mình chơi cho mình đây chưa xong. Bằng lòng với mình đã chưa ổn. Quá đẳng cấp này. Có giao lưu không anh? Anh say. Anh đi đứng ra đấy. Đi đứng ra chỗ đồng chí kia một tí đứng ngược lên mới đẹp đấy, em thốc ngược từ dưới thốc lên đây rồi đấy đấy đấy, thốc từ dưới thốc lên là được. Hả? Quá đẳng cấp. Siêu phẩm con này vừa về này. Đây nếu thế thì anh lại phải đứng ở đây cho em làm kiểu ảnh đi. Anh lại đứng vào đây đi. Anh đứng thế nào được? Đấy, đứng chỗ nào là làm kiểu ảnh. Nếu thế chú đứng bên này, chú đứng bên này chú chụp ảnh nó mới đẹp. Không, đây rồi, em nhìn chỗ này điểm này đẹp rồi. Đấy chưa? Nào giơ tay lên. Chào anh em, 1, 2, 3. Rồi. Đấy à? Đây. Còn cái nào giới thiệu lốt? Đấy, nhiều. Ủa, nhiều. Nhiều. Chết. Hiện tượng là chương trình là hôm nay máy của sách là sắp sửa hết điện. Đang nhấp nháy rồi. Đúng chưa? Mà cây thì hiện nay vẫn còn nhiều. Thôi một mã nhưng mà xuống đây nhìn. Đấy. Đúng chưa? Ai chà. Cây gì đây? Bối à? Cái bối. Nhìn xuống chưa? Đây các bạn này. Đấy. Quê em đây. Đây và đây là sung đây các bạn này. Sách chỉ lướt qua nhưng nhiều cây lắm, không thể xoay kỹ được các bạn, có gì thông cảm. Đấy, ôm chậu đây. Phôi dưới đây. Còn nhiều lắm, theo chân anh Tuấn ra ngoài này xem anh giới thiệu thế nào. Đây. Đâu. Ui giời, quá khủng. Đấy, một anh áo trắng, cọc tay. Xin chào cả nhà. Đấy, đang chương trình bắt để lấy may ngày hôm nay. Quê đây hả? Đấy, quê em đấy, quê nó thật là. Đúng là quê em hay mùa mưa nắng. Là làm biển. Này, một quăng từ đằng kia về đây này. Cứ cái nào nghệ thuật là cứ gì. Cái này nó bóc, độc lóc. Ừ, đẹp, cây đẹp. Đấy, cột kẹo, trang chịt này, cốt già lắm, không? Cốt chậu. Cây thì rất được rồi, quan trọng là giá thôi. Đấy, giá mà êm mỗi bây giờ thì khả năng... Cây này này giá quá bình dân. Đấy, quê. Quê chị. Bình dân. Bạn. Rất già. Rất già. Đây này, làm điền. Đấy. Siêu to. Làm điền siêu to khổng lồ đây các bạn này. Nhiều lắm và rất là nhiều. Nói chung là nhiều lắm. Đây, xi đây. Đúng rồi, rất nhiều. Muối à? Nhiều lắm các bạn ạ. Còn siêu lộc vừng cái gà. Đâu? Con lộc vừng cái siêu. Siêu lộc vừng. Siêu lộc vừng cái gà. Quay những cái đây nó điểm nhấn. Đây. Một cây siêu lộc vừng, theo lời của anh Tuấn. Thế còn đây là cây gì đây? Một đôi này chung khủng này. Kim ngân. Kim ngân à? Kim ngân để vào để ông thần tài đấy. Ai, tay mọt. Chết từng ngày có đôi này về làm sao mà anh không phát triển. Đúng là kim ngân, là đôi kim ngân các bạn. Cao đến 4 mét, to một người ôm. Đầu thủ nhìn trông kinh điển. Một đôi. Đẹp quá. Lộc vừng, đại thụ, dáng siêu. Rất đẹp. Trực cổ cũng khá đẳng cấp các bạn, rất già. Dưới đây. Cái lọ này lọ gì đây anh?
Lọ này lọ người ta đi múc đất ở máng này mình múc được thôi. À, mua được. Tại sao lại để cho nó vỡ cái miệng này? Cái máy móc nó móc cái cổ hay móc cổ. Cây này thì cây này thì ác rồi. Đẹp quá. Đây là cái lưỡng long. Lưỡng long quả sơn. Lưỡng long quả sơn. Cây ngày xưa đây. Cây ngày xưa hay đi triển lãm đây đúng không? Đây. Đứng ở lại Hải Phòng đấy. Con này chỉ giờ chơi một cái bể đẹp nữa thôi, vào bể đá thôi. Vâng, chương trình đến đây cũng xin phép được tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.